Đây là hình ảnh về ngôi nhà 42 hàng bạc, 28 hàng buồm và 50 đào duy từ cách đây vài năm khi chưa được cải tạo. Và nay, khó ai có thể hình dung những ngôi nhà cũ nát sập sệ ấy giờ đã thành những công trình văn hóa đẹp đẽ, giàu giá trị, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu phố cổ Hà Nội, thực hiện chiến lược phát triển thủ đô. Tất nhiên, để có được sự lột xác ngoạn mục cho những công trình ấy trong một khoảng thời gian ngắn thật không đơn giản, bởi vì nó là kết quả của một dự án đã được ấp ủ từ trước đó gần 13 năm, dự án giãn dân phố cổ của quận Hoàn Kiếm. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, dự án giãn dân phố cổ đã bắt đầu được khởi động từ cuối năm 1998, nhưng phải đến năm 2012 khi thành phố Hà Nội chấp thuận cơ chế đầu tư xây dựng khu nhà giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm mới có đủ điều kiện để đẩy mạnh việc thực thi chủ trương lớn và cần thiết này. Phố cổ Hà Nội có lịch sử hình thành và phát triển hơn 1.000 năm, là di sản của cả nước và là niềm tự hào của thủ đô Hà Nội. Với đặc điểm hình thành đô thị Hà Nội cổ từ những phường buôn, phố nghề, đã tạo nên một Hà Nội cổ với 36 phố phường, mà tên gọi của hầu hết các phố đều có chữ hàng. Từ đó, tạo thành một khu di tích đặc biệt về một không gian văn hóa truyền thống đặc trưng Hà Nội, đến nỗi không ai có thể phủ nhận rằng nếu không có phố cổ thì không có Hà Nội. Tuy nhiên, vì lý do níu kéo bởi sự mưu sinh, nhiều người không muốn di rời, cho dù điều kiện sống ở phố có thể coi là khổ cực đối với không ít người. Bằng sự kiên trì vận động thuyết phục, bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã dần dần chứng minh cho người dân thấy việc giãn dân là cần thiết, đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi gia đình và cả cộng đồng. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 của đề án giãn dân phố cổ, 533 hộ dân đang sống trong di tích, công sở, trường học sẽ thuộc diện phải di rời bắt buộc. Ngoài ra, gần 6.000 nhân khẩu đang sống trong các căn hộ có giá trị đặc biệt, biển số nhà đông hộ, nhà nguy hiểm, chung cư sở hữu tư nhân cũng nằm trong kế hoạch giãn dân đợt 1. Các hộ dân di rời sẽ được hỗ trợ diện tích một phần căn hộ tái định cư, phần diện tích còn lại vượt khung sẽ được trả dần. Nếu hộ dân không đủ điều kiện mua sẽ được thuê mua nhà theo chính sách xã hội. Để thực hiện cho kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã cho đầu tư xây dựng khu nhà giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên. Khu giãn dân có diện tích 11,12 ha, gồm 16 tòa nhà cao từ 8 đến 9 tầng, một tòa nhà hỗn hợp làm khu trung tâm thương mại, dịch vụ, công trình công cộng cao 15 tầng. Tổng thể khu ở được bố trí đầy đủ các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng, tuyến phố đi bộ. Giãn dân phố cổ là một vấn đề dài hơi phức tạp, đòi hỏi nhiều chính sách phối hợp linh hoạt và sự kiên trì trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân hiểu và nỗ lực thực hiện cùng chính quyền. Những kết quả khả quan ban đầu đã và đang tiếp thêm hy vọng cho nhân dân thủ đô về sự cán đích của đề án này, góp phần trả lại không gian cho các công trình di tích, bảo tồn được khu di sản rất giá trị về kiến trúc, văn hóa, lịch sử đặc trưng của Hà Nội.